Chúa cùng chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Ca-pha-na-um. Nghe tin người ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Và người giảng dạy họ, người ta mang đến cho người một kẻ bất thoại do bốn người khiêng, vì dân chúng quá đông không thể khiêng đến gần người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ người ngồi một lỗ to, rồi thầm chiếc chóng với người bất thoại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất thoại rằng: Hỡi con, tội lỗi con được tha. Lúc ấy có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: Sao ông này lại nói thế? Ông nói phàm thường, ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: Tội lỗi con được tha. Hay nói: Hãy Chúa dậy vác chóng mà đi, đằng nào dễ hơn. Nhưng nói thế là để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất. Người nói với kẻ bất toại: Ta truyền cho con, hãy Chúa dậy vác chóng mà về nhà. Lập tức người ấy đứng dậy vác chóng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Đó là lời Chúa. Có một người đàn ông đã lớn tuổi, 85 rồi. Thế nhưng đi đâu với vợ thì dứt khoát không để bà đi một mình, lúc nào ông cũng dẫn đi, tay nắm tay. Người ta ngạc nhiên mới hỏi, thì ông mới trả lời: Bà nhà tôi bị bệnh Alzheimer, bây giờ quên hết, không biết tôi là ai, nhiều năm nay rồi chẳng nhớ gì hết. Người ta mới hỏi: Vậy thì ông làm sao? Đi đâu tôi cũng phải dẫn bà đi, dù là bà chẳng hề biết tôi là ai. Người ta ngạc nhiên: Sao ông vẫn còn chăm sóc bà cẩn thận như thế? Thì ông ta trả lời: Bà ấy không biết tôi là ai, nhưng tôi biết bà ấy là ai. Bà ấy là tình yêu của tôi. Một câu trả lời thật là hay, và có thể nói được là hình ảnh cho tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta có bỏ Chúa đến đâu, Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Và lời Chúa trong bài đọc 1 ngày hôm nay nói với chúng ta về cái chuyện ta có theo hay không theo, Chúa vẫn giữ cái lời hứa. Câu đầu tiên: Anh em thân mến, chúng ta hãy lo sợ kẻo đang ghi lời hứa được vào trong sự an nghỉ của Chúa còn có giá trị, mà có người trong anh em tưởng mình không được hưởng. Câu này bản dịch đây không đúng. Bản dịch của phục vụ các giờ kinh cũng như của cha Nguyễn Thế Thuấn thì dịch đúng, và đọc ra thì nó rõ nghĩa ra ngay. Kẻo có đang khi lời hứa được vào trong sự an nghỉ của Chúa còn có giá trị, mà có người trong anh em bị xét là không được hưởng. Tức là tại sao mà không được hưởng? Câu sau giải thích: Quả thật chúng ta đã nhận lãnh tin mừng như họ, nhưng lời họ đã nghe không xích xin giới trì cho họ, bởi họ không lấy đức tin mà thông nghiệp với những kẻ đã tin. Chúa nói nhưng mà không nghe,
không tin, thì lời Chúa nói không có ích lợi gì. Tình yêu của Chúa không làm được điều chi tốt cho người không tin. Trong bài phúc âm chúng ta thấy đây là câu chuyện cũng là của trong lòng chúng ta đây. Người ta đưa đến một người bị bất toại, phải do bốn người khiêng, và họ đã dỡ mái nhà một lỗ để chồng người bất toại xuống. Chúa thấy lòng tin, và Chúa nói cái câu cho tất cả những người tin đây: hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Thế nhưng lúc đó có một ít luật sĩ ngồi, họ thầm nghĩ: sao ông này lại nói thế? Ông nói phàm thường, ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Và chúng ta nghĩ họ nói đúng. Thế nhưng mà cái câu nói này nó không phải về cái chuyện lý luận cho bằng cái chuyện là ghen tị. Và Chúa nói luôn, tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này, tội lỗi con được tha, hay nói hãy chú dậy vác chóng mà đi, đằng nào dễ hơn? Nhưng mà nói thế là để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất. Vậy thì cái nhìn của những người luật sĩ, những người này là những người không muốn, không thao thức về cái chuyện được tha tội, mà thao thức về cái chuyện giữ luật và cái chuyện hơn người, ảnh hưởng. Mình là thầy dạy của dân, nếu chẳng hạn như chúng ta là một người đau bệnh đi, xong rồi nghe ai đó nói cái bài thuốc này hay chữa cái bệnh đó, bài thuốc kia hay chữa bệnh đó, thì ta sẽ nghe không phải với cái tâm lý là làm sao nó chữa được, nhưng mà nghe xem có chữa làm sao. Mà nếu mà thấy được thì mừng thì vui. Vậy thì nếu như chúng ta là một người để ý đến đời sống của tâm hồn của mình, và nghe Chúa nói với con tội lỗi con được tha, thì ta sẽ để ý xem coi tại sao lại được tha. Đây là cái điều mình đang muốn được đây. Rồi sau đó thì Chúa làm phép là cho người đó được khỏi bất toại, đứng lên vác chõng mà đi. Và trong cuộc sống của ta cũng có nhiều lúc ta nhìn vào mọi biến cố không phải với cái nhìn của Chúa, mà với cái nhìn của con người vị kỷ, cái chuyện đúng sai. Cứ phải làm sao cho đúng, mà rồi quên đi cái điều ta cần phải tìm, cái hòa thuận, cái yên bình. Ta trách lỗi nhau trong cái chuyện nào trách được là trách, để mình hơn nhau, mà không nhìn đến cái điều mà người cha người mẹ mong muốn là con cái yêu thương nhau. Và chính trong cuộc sống của ta, khi gặp một cái sự khổ thì ta càm ràm, ta than trách, ta đổ lỗi, mà không nhìn với cái nhìn là đây là sự khổ Chúa gửi đến để huấn luyện ta và để đền tội của ta nữa, để ta có thể dùng để mà cầu nguyện cho người này người kia với cái sự khó ta chịu. Và lúc đó thì ta sẽ trở nên một người thấy mọi sự đều có lợi, cái hay thì biết thì học, còn cái dở đó, cái khó thì chịu, và ta sẽ được chữa lành.
Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa để trong cuộc sống có thế này có thế kia, tất cả đều có lời, thế nhưng mà cái nhìn của ta nó nhìn về đâu? Một người chồng cứ suốt đời mà phải yêu thương mà không được người ta biết đến, nhưng mà vẫn dắt vợ đi, bởi vì thấy vợ là bị bệnh mất trí rồi, không biết mình là ai, nhưng mà mình vẫn dắt, vẫn chăm sóc, bởi vì cái tình yêu đã dạy cho người đó cái điều phải làm. Và khi chúng ta để cho tình yêu hướng dẫn, nâng đỡ chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy ra đâu là cái điều ứng xử cho đẹp lòng Chúa và thực sự có lợi cho ta. Này Chúa, xin cho chúng con biết nhìn mọi sự như Chúa nhìn. Amen.